đặc biệt là nó đẹp 400% nha. Đây, B1 Gen 4 Vân Carbon nha mọi người. Cái mẫu này chỉ cân nặng có 1 kg mấy thôi, nhưng mà cấu hình của em nó rất là khủng nha. Để Cường cho mọi người xem cấu hình, nó là chạy chip Core i7-11800H, RAM 32GB, ổ cứng 1TB. Thì cái RAM và ổ cứng này mọi người update thoải mái luôn, cứ mà không đủ dùng thì mình update lên. Card RTX A4000, con card này 8GB rất khỏe luôn. Màn hình là 4K nha, 4K siêu nét luôn. Đây, con này màn 4K chống chói luôn nha. Thì với cái màn hình này mọi người có thể là sử dụng ở trong những cái điều kiện ánh sáng nó phức tạp, không có bị chói mắt ha. Ví dụ như những anh em làm kỹ sư công trình mà đi ra làm việc ngoài trời nè, hoặc là những anh em nào làm ở trong những phòng studio có những cái đèn chói nào kia, thì là chiếc máy này rất là phù hợp ha. Nhắc đến cái độ bền của em nó là phải nhắc đến cái sự ưu việt ha, so với những cái phần laptop còn lại. Lý do là ThinkPad ngày xưa là của IBM anh chị, lúc nào những cái sản phẩm của họ bán ra thị trường nó đều trải qua 21 bài test chuẩn quân sự hết, thì lúc đó họ mới sản xuất hàng loạt. Ví dụ như là những cái môi trường mà bụi bẩn nhất nè, hoặc là nóng nhất lạnh nhất, thì mình đều có thể sử dụng một cách mượt mà ha, không ảnh hưởng đến tính năng của máy. Các cổng kết nối đầy đủ luôn, như là HDMI nè, USB-A nè, USB-C, HDMI, Thunderbolt đó, đầy đủ hết. Thunderbolt này là chuẩn Thunderbolt 4 nha mọi người. Phím ThinkPad thì không cần phải bàn nữa rồi ha, một cái gì đó rất là đẳng cấp, gõ rất êm và nền tay, kiểu như là nó dưới phím cơm một xíu thôi. Con này thì có cam IR đầy đủ ha, cam IR nè, rồi vân tay, bảo mật vân tay thì mọi người có thể sử dụng là IR để mở khóa khuôn mặt, không cần phải vân tay, mà thích thì cũng có thể sử dụng bằng tay luôn, 2 trong 1 ha. Vẻ đẹp cuối cùng của em nó là cái giá, cái mức giá rất là dễ chịu. Những cái con này lúc trước mà khi hãng ra mắt cách đây khoảng 2 năm á, thì là giá nó đâu đó tầm khoảng là 50 mấy triệu anh chị, nhưng bây giờ thì chỉ còn có 30 triệu thôi đó. New outlet luôn, đây nguyên hộp chính hãng nha mọi người, không có gì trật ở đây hết á. Đây hàng new outlet của hãng ha, Lenovo. Kèm theo máy thì có cục sạc 230W, đây cục sạc zin mới luôn của hãng ha, chưa khui nè đó, 230W, bảo hành 12 tháng. Trong 30 ngày đầu có lỗi bất kỳ là bên em sẽ đổi ra máy khác cho mình ha. Trong 12 tháng thì là bảo hành gửi hãng. Đây này còn sức bọc của hãng dài đó. Ok, xin chào.